Đây là buổi chiều ở ngay chỗ bờ kè của chợ Thạnh Quá nha. Gặp mấy bờ kè nè, sông là bờ nè. Ở trên đây thì người ta tranh lợi dụng để mà người ta vừa vào cái chỗ này để người ta buôn bán vào các buổi chiều. Tiên Nhơn. Đây là chợ Tiên Nhơn, nhưng mà nó thuộc quyền Thạnh Hóa. Đây nhóm đồng chuyên của tụi mình nó đang ở dưới bờ sông Thạnh Hóa để mà ăn kem, ăn chè. Ai muốn ăn kem? Đây là chè bưởi. Dạ, đây là chè bưởi. Đừng làm từ hai trái bưởi nha các bạn. Đây chè bưởi phải làm từ hai trái bưởi. Đừng làm từ bưởi của anh Vũ. Anh Vũ có bưởi luôn à? Rồi số đọc chưa? Có đang về sao mình mua? 99202. Đừng con bụng. Đúng được. Vô con được rồi. Con phải con. Nó vừa là ăn ngủ rồi. Không nghỉ ngủ trưa luôn. Tối này ngủ sớm. Tối này ngủ lại. Đâu cần ngủ đâu. Tối này ngủ bù. Rồi. Đúng là tự nhiên cung rồi. Đúng không? Đây là đi kem. Kem khoai môn. Được làm từ khoai môn của thấy miền miền Tây luôn. Miền Tây là miền của chị Lý ở Sóc Trăng. Khoai môn Thạch Hóa là nổi tiếng. Ở đây sao cái gì cũng có 15 ngàn sao rẻ vậy? Đây là lần thứ mấy chị xuống với chợ Thạnh Hóa chị? Đây là lần thứ nhất thôi. Tới Thạnh Hóa nhiều lần nhưng mà chưa bao giờ được đi chợ á. Chị có chỉ đi vô trong nhà của bác Bảy xong rồi đi về thôi. Nhưng mà hôm nay nhờ chị giám dự. Em này gái đi chợ mua trái cây. Đây là chè khúc mạch của Thạnh Hóa. Rất là rẻ, một chén to vậy có 15 ngàn thôi. Sao chị biết đó, sao chị biết chè này ta? Chuyên gia ăn uống mà không biết chè là sao? Chị kêu cho người chén ăn đi. Rồi kêu đi. Đây là chè khúc bạch. Ủa, vậy là ở đây rẻ hơn đánh hả chị? Rẻ, chè này trên chè kia chén hai mấy, có chỗ bắt 30 ngàn. Chữ vậy hả? Đây mà đâu có gì. Không mà khúc bạch. Chè này quá nhiều. Chè này chè thử đi. Giờ chia miếng cho cho. Thôi kêu thêm đi chị, khỏi kia chị. Chị ăn chút thôi à, tại vì cái này tôi ăn đâu hết. Thì là mình này sao gì sống hơn tạm. Đây nè, trà khúc mạch gồm có trái vải nè. Rồi cái trà hạt này là nhãn nhục. Không, trái vải không có nhãn nhục. Cái hạt này là hạt hạnh nhân. Còn cái này là đờ xương sa. Có tàu hũ nữa. Không phải tàu hũ đâu. Anh nói hỏi chị nói có nấm rơm sống không chú? Kem đó chị. Kem môn hả chị? Không phải khai môn luôn. Khai môn nè, này khai môn nè. Rồi chị múc, chở đi chạy. Rồi ăn đi. Thử rồi. Kêu. Quán chè khúc mạch này ở nằm trên đường Nguyễn Thị Phương, nó phải nói nào. 20 nhân viên bà. Nhìn cái ly là mình thấy mọi người. Trên đây là mới ra thấy kem thay bông bông có phải ăn nè. Thành Tâm. Hồi nãy giờ không ăn gì đâu. Nó dùng hết. Này chịu nè. Thay bông. Lấy đi. Muốn quậy để cho ba ăn con. Đây, để cho ba ăn thì ba trả tiền nhá. Chứ không là ba không trả tiền cho đâu. Không có về được đâu nha. Khúc bạc này trên này là 25 ngàn. Con ăn của con đi. Chế nhỏ hơn này nữa, 25 ngàn. Có sữa trong này nhiều quá. Chị chỉ cho ở đây đúng rồi. Để coi cái thịt đơn này. Ở trên, anh đi xong trên đó bạch. Trên thành phố trên thành phố. Cho nên tiền thành phố là chứng gì. Bà dọc cái này á. Đây ghé vô cũng chứ được. Chè khúc bạch. Chè hạt sen, chè thái, chè bưởi, chè nhẫn nhục, củ năng, sâm bổ lượng. Và tất cả các món kem. Cái gì ure hay là kali?
Đây là bắt phi thuyền của em Diệm Ngội Thái Công. Có bắt mượn không?